Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang là bộ đựng đồ nghề di động bằng sắt. Sản phẩm đến từ hãng Yato của Ba Lan. Có mã là IT0881. Đây là một chiếc hộp đựng đồ nghề được thiết kế bằng kim loại màu đen, phủ một lớp sơn tĩnh điện rất là bền và bóng. Chúng ta cùng nhìn qua bên ngoài chiếc hộp. Đây là cái ngăn trên cùng của hộp. Chiếc hộp này như mình nói là được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại nên trọng lượng cũng khá là nặng, rơi tầm khoảng 6 kg. Bây giờ mình mở hộp ra. Đó. Là toàn bộ bên trong của hộp, rất nhiều ngăn, 1 ngăn 2 3 5, tất cả là có 5 ngăn. Mình có thể đựng rất nhiều sản phẩm, kìm rồi tô vít rồi máy khoan rồi tất cả những bộ đồ nghề trong gia đình mình có thể đựng vào đây. Phía trên nắp này có một chỗ để chúng ta khóa lại để tránh cái nắp này bị bung ra. Chiếc hộp đựng đồ nghề này rất thích hợp cho các bác thợ sửa chữa hay phải đựng đồ nghề mang đi mang lại, và cũng phù hợp cho những người mà chúng ta hay đi du lịch, cũng có thể là đi dã ngoại hoặc là đựng đồ để đi câu. Sản phẩm này hiện đang có sẵn tại showroom của Yato Tool, số 305 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội, và có giá bán hiện tại là 830.000. Bạn nào quan tâm sản phẩm vui lòng comment đến góc ý kiến bên dưới, và để lại số điện thoại bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ gọi lại cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại trong các video sau.